Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn đáp án combo 3 thẻ bí ẩn của dự án Rocky Rabbit để chúng ta nhận về 2 triệu cái điểm point mỗi một ngày, và năm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2024 các bạn nhé. Rồi thì các bạn kích vào phần mở cho mình, chúng ta sẽ tìm đến giải mã 3 cái thẻ này để chúng ta nhận về 2 triệu điểm point, và thời gian thì đã là 22 giờ nữa sẽ kết thúc mở 3 cái thẻ này. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái thẻ đầu tiên, nó sẽ nằm ở cái mục chiến binh và nó sẽ nằm ở cái mục là nâng cấp. Nếu như các bạn chọn update thì nó sẽ là cái mục update các bạn nhé. Rồi các bạn kéo lên trên cho mình. Chúng ta thẻ ngày hôm nay của chúng ta sẽ là ngay đầu tiên luôn, nó sẽ là cái thẻ thực phẩm bổ sung. Thì các bạn ấn chọn cái thẻ này cho mình này. Đó, như vậy là chúng ta đã có một cái thẻ, và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đi tìm cái thẻ thứ hai. Thẻ thứ hai của chúng ta cũng sẽ là nằm ở cái mục chiến binh. Tuy nhiên thì nó sẽ nằm ở cái mục mạo hiểm nhé. Các bạn chọn mục chiến binh, sau đó thì các bạn chọn mạo hiểm cho mình. Rồi, và sau đó thì các bạn kéo lên trên cho mình. Đây, các bạn kéo lên trên. Tiếp đến thì nó sẽ là cái hình mà có cái con thỏ sức khỏe đây này. Đó, đây nhé, cái con thỏ mà còn đùi màu đỏ ở đây này. Đó, thì các bạn chọn đây cho mình. Xin lỗi các bạn nhé, mình đã chọn nhầm nhé. Đó chính là cái thẻ bên dưới, là cái thẻ tài chính này, lập kế hoạch tài chính nhé. Đây, nó chính là cái thẻ này. Đây, các bạn nhấn vào đây. Chúng ta chọn cái thẻ này nhé. Đấy, mình chọn nhầm, nó chính là cái thẻ lập kế hoạch tài chính. Rồi chúng ta sẽ có cái thẻ thứ hai, và chúng ta đi tìm cái thẻ thứ ba. Rồi thẻ thứ ba của chúng ta thì nó sẽ nằm ở cái mục mà huấn luyện viên. Mục huấn luyện viên, và các bạn là chọn cái mục nâng cấp cho mình này. Nó sẽ là cũng là nằm ở cái thẻ thứ hai luôn. Đó chính là cái thẻ mà có hai cái con thỏ đây này, màu vàng và màu đỏ các bạn nhé. Chúng ta sẽ chọn luôn cái thẻ này này. Rồi, để mình check thử xem. Ok, như vậy là ba cái thẻ này chính xác và chúng ta đã nhận 2 triệu điểm qua Rocky Rabbit nhé. Đó. Ok, như vậy là mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cái đáp án combo 3 thẻ Rocky Rabbit để chúng ta nhận về là 2 triệu cái điểm point. Ngoài ra thì những bạn nào mà chưa nâng cấp các cái thẻ này thì chúng ta nâng cấp nhé. Như ở đây ngày hôm qua mình đã vừa rồi mình đã mới nâng cấp lên cái cấp độ 10. Lên cấp độ 10 thì mình lại tiếp tục mình phải nâng cấp hết tất cả các cái thẻ này lên. Đó, nâng cấp hết các cái thẻ này lên. Và cái mục huấn luyện này cũng thế. Đây, hôm qua mình đã nâng cấp ở đây nhưng mà nó hết điểm point nên là mình chưa nâng cấp, hôm nay mình nâng cấp nốt. Đó. Bạn nâng cấp hết các cái thẻ này cho mình lên cấp độ 8 nhé. Tức là cái ở cái phần giải đấu này ở bao nhiêu thì chúng ta sẽ nâng cấp lên cái ở đang ở cái, nếu như các bạn đang ở 8 thì các cái thẻ bên này chúng ta cũng sẽ phải nâng lên level 8. Ở mục giải đấu mà lên 9 thì chúng ta cũng phải nâng lên 9. Đó, mục huấn luyện thì nó sẽ có cái mục thêm cái mục mạo hiểm nữa. Thì những bạn nào mà chưa nâng cấp cái thẻ này thì chúng ta cũng sẽ là nâng cấp cái thẻ lên này. Nó cũng mới thêm thêm một cái thêm mấy cái thẻ già truyền thống nữa. Truyền thông này. Đó, các bạn nâng cấp cái thẻ lên cho mình này. Các cái thẻ này là mới có các bạn nhé. Đó, ok, các bạn nâng cấp hết các cái thẻ lên cho mình. Rồi, ok, video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn những cái video lần sau nhé.